Thưa quý vị, lễ vinh danh thương hiệu mạnh quốc gia 2024 và doanh nghiệp doanh nhân xuất sắc 2024 lần thứ 5 vừa được tổ chức thành công tại Nhà hát Quân đội Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình mang tầm quốc gia, có ý nghĩa thiết thực trong việc nhận diện những doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt, tiếp tục thực hiện cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt của Bộ Chính trị. Ngoài ra, chương trình còn tôn vinh những doanh nhân xuất sắc trong công tác quản trị, kinh doanh và có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội. Trải qua rất nhiều vòng đánh giá khắt khe từ các chuyên gia kinh tế hàng đầu về vấn đề bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết quả kinh doanh, năng lực đổi mới và đặc biệt là yếu tố phát triển bền vững cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm cao cấp quốc tế Yobi đã vinh dự nhận đồng thời cả hai giải thưởng Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia 2024 và hạng mục Sản phẩm dịch vụ tin dùng 2024. Giải thưởng lần này đã khẳng định chắc chắn chất lượng mà các dòng mỹ phẩm của Yobi đang cung cấp ra thị trường, bao gồm tinh chất phục hồi trị nám và trẻ hóa da Yobi Melasma Serum, kem dưỡng nám và trắng sáng da Yobi Melasma Cream, kem chống nắng toàn thân Yobi Sun Queen, kem dưỡng trắng toàn thân Yobi Body Collagen cùng nhiều sản phẩm làm đẹp khác. Yobi rất vinh dự khi nhận đồng thời cả hai danh hiệu Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia và danh hiệu sản phẩm dịch vụ tin dùng. Danh hiệu này như một lời khẳng định về chất lượng các sản phẩm mà Yobi đã đem đến cho khách hàng trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, các dòng mỹ phẩm được chúng tôi nghiên cứu và phát triển để phù hợp nhất với làn da người châu Á. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu và cho ra mắt nhiều dòng mỹ phẩm chất lượng hơn nữa để phù hợp tình nhiều tình trạng da và nhu cầu làm đẹp của tất cả mọi người. Với nhiều năm kinh nghiệm, công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm cao cấp quốc tế Yobi đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh với các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Để làm được điều đó, các sản phẩm của Yobi luôn được đảm bảo sản xuất trên quy trình hiện đại, đạt chuẩn, dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và có đầy đủ những giấy tờ kiểm nghiệm sản phẩm của Bộ Y tế. Ngoài ra, thành phần ưu việt và công thức chăm sóc da độc quyền được tạo nên sau nhiều năm nghiên cứu chính là điểm nổi bật tạo nên thương hiệu Yobi như ngày hôm nay. Ưu điểm của mỹ phẩm Yobi dùng rất an toàn và hiệu quả, được chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên quý hiếm, không chứa các chất gây hại cho da, không làm kích ứng da hay tổn thương cho da, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Mỹ phẩm Yobi đều được Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuộc Bộ Y tế kiểm tra cấp phép cho lưu hành ra thị trường. Mỹ phẩm Yobi được Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận. Trên bao bì, sản phẩm của Yobi đều được dán tem bảo hành, in mã vạch và mã QR code. Quý khách hàng có thể dùng điện thoại thông minh để kiểm tra mọi thông tin, chi tiết, nguồn gốc, xuất xứ về sản phẩm. Với danh hiệu Top 10 thương hiệu mạnh quốc gia 2024 và sản phẩm dịch vụ tin dùng 2024 lần này, chắc chắn đây sẽ là động lực để Yobi tiếp tục mặc đến những dòng mỹ phẩm chăm sóc da chất lượng hơn nữa, nhằm cống hiến cho sứ mệnh, kiến tạo nên sắc đẹp hoàn mỹ cùng làn da trắng sáng cho phụ nữ Việt.